chào quý vị và các bạn, chúng ta đang được gặp nhau trong bản tin thể thao ngày 4 tháng 6 năm 2016. Và sau đây hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Giao hữu quốc tế, Romani dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Georgia. Loại Stan Wawrinka, Andy Murray gặp Novak Djokovic tại chung kết Pháp mở rộng. Luis Salom thiệt mạng trong ngày đua thử chặng MotoGP Barcelona. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin đến từ loạt trận giao hữu diễn ra đêm ngày hôm qua. Đội tuyển Rumani đã có chiến thắng đậm trước Georgia để tạo đà tâm lý trước khi bước vào vòng chung kết Euro 2016 đầy khó khăn với trận khai mạc gặp đội chủ nhà Pháp. Nhập cuộc về thế trận áp đảo, các cầu thủ Rumani đã có được liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút đầu trận. Sự lấn lướt của các cầu thủ áo vàng tiếp tục được thể hiện ở những phút tiếp theo. Thế nhưng cũng phải bước sang hiệp 2, cách biệt mới được nới rộng. Lần này, người lập công cho Rumani là Stan Kiu. Sau đó, Georgia chỉ có được một bàn thắng danh dự do Moti đánh đầu phản lưới nhà, trước khi để cho Rumani có thêm hai bàn thắng nữa đến định thắng lợi tương bừng 5-1. Có thể nói, đây là bước chạy đà khá tốt của thầy trò Iordanescu trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết Euro 2016 diễn ra sau đây 9 ngày. Ở một diễn biến khác, Thụy Sĩ cũng có được chiến thắng ở lượt trận giao hữu này. Đội bóng xứ sở của những chiếc đồng hồ có được bàn thắng mở tỷ số khá may mắn khi bóng từ xà ngang dội lại trúng vị trí của thủ môn Moldova và bay vào lưới. Sau đó, thế trận giằng co giữa hai đội và hiệp 2 đã có thêm hai bàn thắng nữa được ghi cho cả Thụy Sĩ và Moldova. Qua đó, trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho đội tuyển Thụy Sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa vòng chung kết Euro 2016 sẽ chính thức được khởi tranh. Năm nay số lượng các đội tham dự đã được nâng lên con số 24 thay vì 16. Đây chắc chắn là thay đổi đáng chú ý nhất ở giải đấu 4 năm mới có một lần này. Tuy nhiên, những sự đổi mới không dừng lại ở đó. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tiếp tục đưa ra thêm 5 điều luật sẽ lần đầu tiên được áp dụng ở Euro. Trong số 5 điều luật mới được áp dụng, quy định đáng chú ý nhất là việc cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu trước giờ bóng lăn. Cụ thể, một cầu thủ có thể bị nhận thẻ đỏ tính từ thời điểm tổ trọng tài bắt đầu tiến hành việc kiểm tra sân. Trong trường hợp này, đội bóng vẫn ra sân với đầy đủ 11 người nhưng mất một quyền thay người trong 90 phút của trận đấu. Và đương nhiên, cầu thủ bị truất quyền thi đấu trước giờ bóng lăn sẽ không được vào sân, thậm chí có thể xem xét hành vi và bị treo giỏ trận kế tiếp. Tiếp đến, hình phạt đối với việc phạm lỗi trong vòng cấm cũng có điều chỉnh đáng kể. Cầu thủ phạm lỗi trong vòng cấm có thể chỉ bị nhận thẻ vàng nếu trọng tài xác định động tác của anh ta chỉ mang chủ đích vào bóng. Tuy nhiên, nếu pha phạm lỗi đó có tính chất bạo lực và có ý triệt hạ, cầu thủ phạm lỗi sẽ bị truất quyền thi đấu. Sự thay đổi nổi bật ở Euro 2016 đó là bất kỳ cầu thủ nào thực hiện động tác giả trước khi sút vào đền sẽ bị nhận thẻ vàng cảnh cáo. Đồng thời, thẻ vàng sẽ được trọng tài rút ra trong trường hợp thủ môn băng lên khỏi vạch vôi quá sớm trước khi cầu thủ đối phương thực hiện đá phạt đền. Tiếp đến là việc cầu thủ cả hai đội được phép nghỉ giải lao để uống nước nếu như thời tiết quá nóng. Luật này đã được áp dụng ở World Cup 2014. Quy định mới cuối cùng là việc cầu thủ giao bóng đầu trận hoặc sau mỗi bàn thua có thể chuyền bóng theo bất kỳ hướng nào thay vì chỉ chuyền về phía trước. Sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 6, trận khai mạc Copa America 2016 đã diễn ra với cuộc đọ sức giữa chủ nhà Mỹ và các vị khách Colombia. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Dù hai đội nhập cuộc khá chắc chắn, nhưng các khán giả chỉ cần 8 phút là đã được ăn mừng bàn mở tỷ số của Colombia. Trong một pha đá phạt góc, Zapata đã chọn điểm rơi chính xác và tung ra một cú volley làm tung lưới tuyển Mỹ. Hưng phấn có được sau khi vượt lên dẫn trước đã giúp Colombia tiếp tục giữ ưu thế trên sân. Trước khi hiệp một khép lại, họ đã được hưởng phạt đền sau khi nhấc lên để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, James Rodriguez đã không mắc sai lầm nào, nhận được cách biệt cho thầy trò huấn luyện viên Pekerman. Sau giờ nghỉ, dù cả hai đội đã thực hiện hết các quyền thay đổi người, nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỷ số 2-0 nghiêng về Colombia được giữ cho đến khi trọng tài nổi hơi còi kết thúc trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai, đội tuyển Ecuador được đánh giá là sẽ có một trận đấu khá khó khăn khi mà chạm trán với Brazil. Tuy nhiên, ở thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Gustavo Quinteros đang rất quyết tâm để có được một kết quả cao nhất trước những vũ công Samba. Ecuador chỉ là đội bóng có thực lực trung bình khá tại khu vực Nam Mỹ, thế nhưng không vì thế mà đánh giá thấp đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Quinteros. Đội tuyển hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, đang rất tự tin tại Copa America 2016 sau những thành công tại vòng loại World Cup 2018. Cụ thể, Ecuador thắng tới 4 và hòa 1/6 trận trong hành trình tìm về tiếng A. Tôi đang cảm thấy rất tự hào khi được đại diện cho đất nước tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất Nam Mỹ. Một điều gì đó rất đặc biệt và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để mang về những kết quả cao nhất. Trong khi đó, tiền vệ Cristian Nova chia sẻ.
Brazil luôn là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận trước cuộc đọ sức này. Tuy nhiên, không có gì là không thể và quyết tâm của chúng tôi là giành trọn vẹn 3 điểm trước các cầu thủ Brazil. Về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Gustavo Quinteros vẫn còn nhiều nhân tố để hy vọng sẽ là đối trọng với Brazil như tiền vệ Valencia của MU, Montero của Swansea hay Ener Valencia của West Ham. Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, một vài cơ quan báo chí tại Đức đã đưa tin tân chủ tịch của FIFA, ông Gianni Infantino sẽ phải đối mặt với một lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá tạm thời do có liên quan tới hành vi phi đạo đức trong quá trình công tác. Tuy nhiên thì mới đây, FIFA đã chính thức lên tiếng phủ nhận điều này. Cụ thể, tờ Die Welt của Đức khẳng định họ đang có trong tay thư điện tử cho thấy ông Gianni Infantino đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao của FIFA xóa bản ghi âm của một cuộc họp gây tranh cãi giữa các thành viên của hội đồng điều hành FIFA, tiền thân là ban chấp hành của tổ chức này. Sự việc kể trên diễn ra cách đây khoảng một tháng. Trong khi đó, tờ Tasi Sanjige của Thụy Sĩ thậm chí còn cho công bố bản sao của email nói trên và khẳng định các quan chức của FIFA đã làm theo đúng yêu cầu của ông Infantino. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, FIFA khẳng định các tập tin bị xóa là do nó không được lưu trữ đúng cách. Ngoài ra, các bản ghi âm ban đầu vẫn tồn tại và hoàn toàn không có dấu hiệu mờ ám. Người phát ngôn của FIFA tuyên bố họ làm mọi việc hoàn toàn theo quy trình và các cáo buộc kể trên là không có cơ sở. Có thể thấy, khoảng thời gian đầu tiên trên cương vị mới của ông Gianni Infantino đang diễn ra khá sóng gió. Ngoài việc bị vấp phải nhiều ý kiến phản đối về các quy định mới, mới đây, FIFA còn bị chỉ trích nặng nề khi quyết định trao hoàn toàn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cho hội đồng FIFA. Điều này cho thấy sự thiếu dân chủ trong cách làm việc của tổ chức này. Vẫn là những thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử Lionel Messi và cha của mình về những cáo buộc trốn thuế. Xem ra thì ngôi sao người Argentina khó mà có đủ bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước tòa án tối cao Barcelona, Messi đã một mực kêu oan và đẩy hết những rắc rối về cha mình. Ông Horacio cũng dựa vào những nhà tư vấn tài chính để bào chữa cho hành vi của mình. Tuy nhiên, những lời khai này của cha con Messi tồn tại quá nhiều kẽ hở. Luật sư Mario Maza, đại diện cho Tây Ban Nha, nơi mà Messi và cha thực hiện hành vi trốn thuế, đã tỏ ra bất bình và cho rằng họ đang tìm cách né trách nhiệm. Ông Maza khẳng định tất cả các công dân trưởng thành đều phải biết về nghĩa vụ nộp thuế và một đứa trẻ lên 10 cũng không thể chấp nhận chuyện này. Dự kiến phiên tòa sẽ được tiếp tục vào tuần sau, ngày 7 tháng 6, và số 10 của Barca cùng cha mình bắt buộc phải có mặt. Đây cũng là thời điểm Argentina có trận đấu đầu tiên tại Copa America với Chile và nhiều khả năng chủ nhân của năm quả bóng vàng sẽ không kịp thu xếp mọi chuyện để đến Mỹ tranh tài cùng các đồng đội. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Everton đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Roberto Martinez vì thành tích sụt giảm nghiêm trọng ở mùa giải thứ 3. Và mới đây, cái tên ngồi lên chiếc ghế nóng mới của câu lạc bộ đã được xác định, đó chính là huấn luyện viên Ronald Koeman. Và đây cũng là thông tin mở đầu cho phần tin chuyển nhượng ngay sau đây. Theo đó, huấn luyện viên Ronald Koeman đã chính thức ký hợp đồng với Everton và nhận mức lương 7 triệu bảng một năm. Ngoài ra, Koeman còn được cấp ngân sách chuyển nhượng lên tới 165 triệu bảng trong mùa hè này. Mùa giải 2015-2016, Everton dưới sự chèo lái của Roberto Martinez đã thi đấu không tốt khi khép lại mùa giải ở vị trí thứ 12. Và Ronald Koeman chính là cái tên được kỳ vọng sẽ mang tới luồng gió mới cho đội bóng chủ sân Goodison Park. Mới đây, câu lạc bộ Arsenal đã chính thức hỏi mua Jamie Vardy bên phía Leicester với mức giá 20 triệu bảng. Jamie Vardy năm nay 29 tuổi và là nhân tố quyết định ngôi vô địch Premier League đầy thành tựu của bài cáo ở mùa giải vừa qua. Tốc độ và khả năng dứt điểm của Vardy là nỗi lo ngại của bất cứ đội bóng nào. Nếu thành công trong thương vụ này, huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ có trong tay một đội hình khá hoàn hảo khi mới đây họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Granit Xhaka từ Borussia Mönchengladbach. Trong khi đó, câu lạc bộ Leicester City đã chính thức ký hợp đồng 4 năm với thủ môn Roberto Ziyech đến từ Hannover 96 cùng mức lương không được tiết lộ. Sự có mặt của Ziyech sẽ giúp huấn luyện viên Ranieri có thể lựa chọn ở khung gỗ khi ở mùa giải mới. Leicester còn tham dự ở đấu trường UEFA Champions League. Trong đội hình Leicester chỉ có Kasper Schmeichel nhận được sự tin tưởng của Ranieri, còn Mark Foster đã ở tuổi 43. Ở một diễn biến khác, tiền đạo người Brazil Neymar đã khẳng định tương lai của mình tại Barcelona khi anh đã quyết định tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ trong một khoảng thời gian dài nữa. Gần như mọi điều khoản đã được hai bên đồng thuận và dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7. Bản hợp đồng mới của Neymar và Barca có thời hạn đến năm 2021. Mức lương của Neymar cũng sẽ được tăng lên. Anh sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ hai trong đội hình chỉ sau Lionel Messi. Chuyển sang những diễn biến tại quần vợt Pháp mở rộng, dù hiện tại thì giải đấu không được thời tiết ủng hộ, thế nhưng không vì vậy mà các trận đấu tại bán kết diễn ra kém hấp dẫn. Và diễn biến của hai trận đấu này đã không có bất ngờ nào xảy ra khi mà hai hạt giống số 1 và số 2 của giải
là Novak Djokovic và Andy Murray đều giành được quyền vào chơi trận đấu cuối cùng. Trước một Dominic Thiem có tinh thần lên cao nhưng kinh nghiệm vẫn còn khá non nớt, Novak Djokovic đã dễ dàng áp đặt sự chủ động trong set đấu đầu tiên. Có đến 7 cơ hội đoạt break, Novak Djokovic đã tận dụng thành công 2 trong số đó để thắng đậm với tỷ số 6-2. Kịch bản tái diễn ở set đấu thứ 2 khi Novak Djokovic đoạt tiếp 2 break chỉ trong 28 phút để giành thắng lợi với tỷ số 6-1. Hiệu suất giao bóng 1 ăn điểm của Djokovic trong set đấu này là 75%, trong khi giao bóng 2 ăn điểm của anh cũng cực ấn tượng, lên đến 100%. Bị đẩy vào thế khó, nhưng những gì mà Dominic Thiem làm được chỉ là bẻ một break của Novak Djokovic trong set đấu thứ 3. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để giúp anh viết nên câu chuyện cổ tích, bởi Djokovic dù bị dẫn trước 0-3 nhưng xuất sắc cân bằng tỷ số 3 đều và đoạt tiếp một break nữa để định chiến thắng 6-4. Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp Novak Djokovic vào chung kết. Trước đó, tay vợt người Serbia 3 lần đi tới trận đấu cuối cùng nhưng đều phải nhận thất bại. Ở trận chung kết, Nole sẽ đối đầu với người bạn thân và hiện tại cũng là đối thủ lớn nhất của anh, hạt giống số 2 của giải Andy Murray. Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, tay vợt người Vương quốc Anh đã có trận đấu tuyệt hay với Stan Wawrinka, nhà đương kim vô địch của giải. Dù toàn thua trước đối thủ người Thụy Sĩ trong 3 lần chạm trán gần nhất trên mặt sân đất nện, thế nhưng phong độ cao trong thời gian gần đây đã giúp Andy Murray nhập cuộc tốt và thắng trong vanh 6-4 và 6-2 trong 2 set đấu đầu tiên. Bị Andy Murray dẫn 2-0 và đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Stan Wawrinka thi đấu chặt chẽ trong set đấu thứ 3. Tay vợt người Thụy Sĩ nhanh chóng kết thúc các game giao bóng và đoạt break duy nhất ở trong game đầu thứ 10 quyết định để giành thắng lợi với tỷ số 6-4. Dù vậy, đã không có cuộc ngược dòng thần thánh nào ở Paris, bởi Andy Murray sau đó đã trở lại là chính mình. Chỉ mất 35 phút cho set đấu thứ 4, Andy Murray đoạt 2 break và giành chiến thắng với tỷ số 6-2. Qua đó, chính thức biến Stan Wawrinka thành cựu vô địch với thắng lợi 3-1 sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài. Ngoài các trận đấu bán kết Pháp mở rộng trong nội dung của nam thì người hâm mộ còn được chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn khác dành cho các bóng hồng. Và sau những cuộc đối đầu hết sức căng thẳng, hai cái tên cuối cùng lọt vào trận chung kết Roland Garros của nữ cũng đã được xác định. Cũng như ở trận tứ kết thắng nhọc Yulia Putintseva, Serena Williams tỏ ra khá nặng nề, mệt mỏi trước Bertens ở set đấu đầu tiên trong trận bán kết. Tay vợt 24 tuổi người Hà Lan đã có đến hai cơ hội giành điểm kết thúc bán đấu, một lần vào thời điểm đang dẫn 5-3 và một lần trong loạt đấu tie break. Nhưng đáng tiếc, trong những thời điểm quan trọng, Bertens lại tỏ ra khá non nớt và không tận dụng được cơ hội. Qua đó, để Serena lội ngược dòng thắng lại 9-7 ở loạt đấu tie break. Bước sang set đầu thứ hai, Bertens dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6. Thắng lợi chung cuộc 2-0, Serena Williams giành quyền vào chung kết Roland Garros. Đối thủ ở trận đấu cuối cùng của tay vợt người Mỹ là Garbiñe Muguruza. Hạt giống số 4 của giải đã có chiến thắng dễ dàng trước cựu Á quân Pháp mở rộng 2010 Samantha Stosur với các tỷ số 6-2 và 6-4. Như vậy, Muguruza sẽ có lần đầu tiên được góp mặt ở trận chung kết tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện. So với Serena Williams, tay vợt người Tây Ban Nha hiện đang lép vế về tỷ số đối đầu khi cô mới chỉ thắng 1 và để thua tới 3 lần. Chuyển sang những thông tin dành cho bộ môn thể thao tốc độ. Thưa quý vị và các bạn, MotoGP 2 là phiên bản đua xe động cơ thấp hơn so với MotoGP. Dù nhận được ít sự chú ý hơn nhưng đây vẫn là trường đua hết sức hấp dẫn. Mới đây thì tại chặng MotoGP 2 Barcelona, người hâm mộ đã phải chứng kiến một sự việc hết sức đau buồn khi mà tay lái Luis Salom của đội SAG đã thiệt mạng khi mà đang tham gia phiên đua thử. Luis Salom đã gặp tai nạn ở góc cua thứ 12, trường đua Barcelona. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cờ đỏ đã xuất hiện và phiên đua thử lập tức phải dừng lại. Hai xe cứu thương và máy bay trực thăng được điều tới trường đua Barcelona. Mặc dù đã được chuyển luôn tới một bệnh viện tại thành phố Barcelona và thực hiện phẫu thuật khẩn cấp, nhưng với những vết thương khá nặng, tay đua của đội SAG đã ra đi ở tuổi 25. Kể từ vụ tai nạn thương tâm xảy đến với Marco Simoncelli vào năm 2011, đây là trường hợp tử nạn đầu tiên trong thể thức đua xe mô tô thể thao. Luis Salom sinh ngày 7 tháng 8 năm 1991 tại Malaga, Tây Ban Nha. Anh gia nhập đội đua Red Bull vào năm 2007 và có được chức vô địch thế giới đầu tiên vào năm 2009 tại thể thức 125 phân khối. Trong năm 2012, Salom xuất sắc giành chức vô địch thế giới MotoGP 3. Kể từ khi chuyển lên thi đấu tại MotoGP 2, Salom đã thi đấu tổng cộng 41 trạng và có 3 lần đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân ở AIA Bank Cup. Thông tin chi tiết về trận đấu sẽ được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. 45 phút thi đấu đầu tiên diễn ra đầy gay cấn, nhưng cả hai đội tuyển Việt Nam lẫn Hồng Kông Trung Quốc đều không thể một lần làm tung lưới đối phương. Bước ngoặt của trận đấu thực sự đến ở phút 48 khi Hồng Kông bất ngờ có được bàn khai thông thế bế tắc sau tình huống dứt điểm dễ dàng của đội trưởng Jamie Markey. Mặc dù phải nhận bàn thua, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi bóng ngắn, kiểm soát trận đấu.
Phút 58, Thanh Lương dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của đội trưởng Công Vinh để chân sút mang áo số 9 đệm lòng nhẹ nhàng san bằng tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Và cũng chỉ 3 phút sau đó, CV9 tiếp tục tỏa sáng bằng tình huống dứt điểm ghi bàn sau đường tạt bóng chính xác của cầu thủ vào sân thay người Văn Toàn. Tuy nhiên, sai lầm trong phòng ngự của đội tuyển Việt Nam một lần nữa khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá khi đội trưởng Jamie Markey lại lạnh lùng san bằng cách biệt hai đều ở phút 77 của trận đấu. Với kết quả hòa hai đều, trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Ở loạt sút luân lưu cân não, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá tứ hùng tại Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và chúng ta hẹn gặp nhau vào bản tin thể thao ngày mai. Nice tiếp đón Montpellier với hy vọng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng gần đây.